Thầy chào các em. Tiết học hôm nay thầy sửa hai bài tập cuối cùng. Đó là bài số 9, bài số 10 của bài số 3 rút gọn phân thức. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài số 9 là áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức. Quy tắc đổi dấu như sau. A chia cho B thì bằng âm A chia âm B. Chúng ta có thể đưa dấu âm ở tử về mẫu là bằng A chia cho âm của âm B, hoặc đưa dấu ở mẫu lên ở tử thì ta được âm của âm A chia cho B. Câu A là 36 nhân với x trừ 2 tất cả mẫu 3 chia cho 32 trừ 16 x. Các em thấy 36 chúng ta phân tích 9 nhân 4, sau đó chúng ta phân tích tiếp. 32 trừ 16 x, chúng ta đặt 16 làm nhân tử chung xuất hiện 2 trừ x. Ở trên tử thì có x trừ 2 tất cả mẫu 3, về chúng ta đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung. Bây giờ chúng ta giải. 36 nhân x trừ 2 tất cả mũ 3 chia cho 32 trừ 16 x sẽ bằng. Thầy viết lại tử 36 nhân với x trừ 2 tất cả mũ 3 mẫu. Thầy đặt 16 làm nhân tử chung, thừa số thứ 2 thì bằng 2 trừ x. Các em thấy ở tử là x trừ 2 tất cả mũ 3, ở mẫu là 2 trừ chỗ x. Vậy chúng ta sẽ dùng quy tắc đổi dấu để chúng ta biến đổi về x trừ 2 ở mẫu. Muốn làm được điều này thì chúng ta áp dụng tính chất bằng âm A chia âm B. Như vậy ở trên tử chúng ta viết âm của 36 nhân x trừ 2 tất cả mũ 3 và mẫu là âm của 2 trừ x, chúng ta viết lại là x trừ 2 bằng âm 36 nhân x trừ 2 tất cả mũ 3. Chia cho âm của 16 nhân với 2 trừ x thì nó sẽ bằng. Ở tử thầy viết lại, nhưng các em để ý cho thầy, 16 này á, là bằng 4 nhân 4. Còn 36 này bằng 4 nhân 9. Bằng âm 4 nhân 9 nhân với x trừ 2 tất cả mũ 3. Âm của 2 trừ x sẽ bằng x trừ 2. 16 thì phân tích thành 4 nhân với 4. Thầy tiếp tục phân tích x trừ 2 tất cả mũ 3 sẽ bằng x trừ 2 nhân với x trừ 2 tất cả bình phương. Nó sẽ bằng âm 4 nhân 9 nhân x trừ 2 nhân x trừ 2 tất cả bình phương. Mẫu bằng 4 nhân 4 nhân x trừ 2. Chúng ta chia tử và mẫu cho nhân tử chung. Thứ nhất đó là 4, thứ hai là x trừ 2. Vậy chúng ta được kết quả bằng âm 9 nhân x trừ 2 tất cả bình phương. Chia cho
4. Và đây là đáp số của bài toán. Đáp số. Ông 9 nhân x trừ 2 tất cả bình phương chia cho 4. Chúng ta kết thúc lời giải. Bây giờ sang giải câu B. Câu B là x bình phương trừ xy chia cho 5y bình phương trừ 5xy. Các em thấy ở tử có nhân tử chung là x, ở mẫu có nhân tử chung là 5y. Thầy viết lại đề x bình phương trừ xy chia cho 5y bình phương trừ 5xy bằng, ở tử đặt x làm nhân tử chung thì thừa số thứ hai bằng x trừ y. Ở mẫu đặt 5y làm nhân tử chung thì thừa số thứ hai y trừ x. Thì áp dụng quy tắc đổi dấu cả tử và mẫu, trừ của x nhân với x trừ y, mẫu âm 5y nhân với y trừ x. Bằng, ở tử có một nhân tử là x trừ y mà mẫu là y trừ x, vậy mình đưa dấu âm vào trong ngoặc đơn này thì nó sẽ đổi dấu lại x trừ y. Tự viết lại âm x nhân với x trừ y ở mẫu 5y nhân với x trừ y. Giản ước tử vào mẫu cho x trừ y, hay nói cách khác chia cả tử vào mẫu cho x trừ y thì được kết quả bằng âm x chia cho 5y. Đó là kết thúc lời giải. Đáp số. Âm x chia cho 5y như vậy chúng ta giải xong câu B. Bây giờ chúng ta giải sang câu số 10. Đố em rút gọn được phân thức. Tử thức là x mũ 7 cộng x mũ 6 cộng x mũ 5 cộng x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x mũ 2 cộng x cộng 1 tất cả chia cho x bình phương trừ 1. Thì trước hết các em mới nhận xét thế này này, ở tử là có 8 hàng tử, đa thức một biến bậc 7 có 8 hàng tử. Thì chúng ta mới thấy rằng là các cái bậc của nó cứ giảm dần một đơn vị vậy. Thầy viết lại đề x mũ 7 cộng x mũ 6 cộng x mũ 5 cộng x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x bình phương cộng x cộng 1 tất cả chia cho x bình phương trừ 1. Thì kết quả nó sẽ bằng. Bây giờ các em để ý mẫu này. Mẫu là x bình phương trừ 1 bình phương, tức là xuất hiện x trừ 1 nhân x cộng 1. Về trên này chúng ta nhóm như sau. Chúng ta nhóm từng cặp 1 x mũ 7 cộng x mũ 6. Nhóm thứ hai là x mũ 5 cộng x mũ 4. Nhóm thứ ba là x mũ 3 cộng x bình phương. Và nhóm cuối cùng là x cộng 1. Nó sẽ bằng. X mũ 7 cộng x mũ 6 cộng với x mũ 5 cộng x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x bình phương
cộng với x cộng với 1 chia cho x trừ 1 nhân với x cộng 1. Chúng ta nhóm như thế này để đặt nhân tử chung, nó sẽ xuất hiện một nhân tử chung cả tử và mẫu, đó là x cộng 1. Bằng tiếp, nhóm thứ nhất thì đặt x mũ 6 làm nhân tử chung, nhân tử thứ hai là x cộng 1. Nhóm thứ hai thì đặt x mũ 4 làm nhân tử chung, thừa số thứ hai là x cộng 1. Nhóm thứ ba thì đặt x bình phương làm nhân tử chung, thừa số thứ hai x cộng 1, cộng với x cộng 1. Tất cả chia cho x trừ 1 nhân với x cộng 1. Nó sẽ bằng, ở tử chúng ta đặt x cộng 1 làm nhân tử chung thì xuất hiện x mũ 6 cộng x mũ 4 cộng x bình phương cộng với 1 bằng x cộng 1 làm nhân tử chung, thừa số thứ hai là x mũ 6 cộng x mũ 4 cộng x bình phương cộng 1. Tất cả chia cho x trừ 1 nhân với x cộng 1. Kém thấy ở tử và mẫu có nhân tử chung là x cộng 1, hay nói cách khác giản ước x cộng 1 cho tử và mẫu thì kết quả được x mũ 6 cộng x mũ 4 cộng x bình phương cộng với 1 chia cho x trừ 1. Và đây là kết quả của bài toán. Rồi ta ghi đáp số. X mũ 6 cộng x mũ 4 cộng x bình phương cộng 1 chia cho x trừ 1. Chúng ta kết thúc lời giải. Như vậy, qua bài tập số 9 và số 10 luyện tập cho các em quy tắc đổi dấu của một phân thức và một cái bài toán, chúng ta nhóm nhiều lần các hàng tử để chúng ta phân tích thành nhân tử chung. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Video tiếp theo, thầy sẽ sửa phần luyện tập của bài tập số 3 rút gọn phân thức. Chào tạm biệt các em.